Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Nguyện tiếng chuông này into the cosmos, so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home. Nguyện tiếng chuông này Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 9 tháng 10
Năm 2009, chúng ta đang ở tại một hội trường Capri tại thành phố Vancouver, tỉnh bang BC, Canada. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thấy quý vị đông có bao rung mà vui lắm. Vui mà rung. Kính thưa đại chúng, cũng đã lâu rồi Pháp Hòa không có cơ hội, không có dịp để trở lại thành phố Vancouver thăm viếng quý vị. Có những vị đã từng gặp và có những vị chưa gặp. Nhưng mà dù chưa gặp hay đã gặp thì hôm nay chúng ta đủ duyên chúng ta gặp. Pháp Hòa xin kính gửi đến tất cả quý vị lời chào thân mến và kính chúc tất cả quý vị luôn luôn được khỏe mạnh, an vui, gia đình được hạnh phúc. A Di Đà Phật. Đi đến đâu, gặp những vị nào chưa từng gặp thì quý vị thường kết duyên với Pháp Hòa một câu: trời ơi, thầy ở ngoài trẻ hơn trong phim. Quý vị có nhận ra vậy không? Thành thử là gặp nhau có tặng quà liền, làm cho nhau vui. Thì mỗi lần mà nghe vậy cái tự nhiên lòng già thêm ấm áp. Thế thì chúng là ở trong đạo Phật, khi làm bất cứ việc gì chúng ta cũng đều nói đến hai chữ nhân duyên, có phải không? Nhân duyên. Thì nhân là gì, duyên là gì? Một học giả nổi tiếng trong Phật giáo, ông định nghĩa nhân như thế này: lực cường vi nhân, lực nhược vi duyên. Nếu mà cái yếu tố chính nó mạnh gọi là nhân, yếu tố phụ gọi là duyên. Thí dụ như hôm nay, nhân là có cái lễ chúc thọ cho đạo hữu Quảng Đạt, rồi Pháp Hòa cũng là một nhân được mời để đến dự. Rồi hai cái nhân này duyên với nhau, thành thử tối nay mình được gặp mặt. Quý vị thấy không? Thì gọi là nhân duyên. Nhân là những cái yếu tố chính, duyên là những yếu tố phụ. Mà tối nay mà không có quý vị đến, rồi người này phụ một chút, người kia phụ một chút, thì duyên nó thiếu, thì buổi nói chuyện tối nay cũng không có mặt. Tối nay quý vị đến đây đông đủ, cho nên chúng ta đủ duyên chúng ta gặp mặt. Ở ngoài đời người ta thường hay dùng một cái từ gọi là kết duyên. Gặp nhau, vợ chồng mà quen biết nhau, làm bạn trai bạn gái rồi, rồi khi mà là cái ngày mà đám cưới, người ta gọi là gì hả? Kết gì? Kết cái tóc, xe cái duyên. Lỡ bần tăng không tóc, tóc đâu kết. Rồi kết tóc xe duyên là mình. Kết là gì? Kết tức là mình tụ nó lại, mình kết tức cột nó lại. Kết tóc xe cái duyên. Thôi giờ trong đạo đó mình không có kết tóc xe duyên ha. Có nhiều người lỡ kết tóc xe duyên rồi giờ muốn làm gì biết không? Muốn cắt tóc. Gieo cái duyên. Cho nên trong chùa mình hay có cái lễ gọi là thế phát gieo duyên. Tại vì sao? Vì nếu mà chúng ta không biết cách mà kết á, thì chúng ta cũng nguy hiểm, cũng đau khổ, phải không? Thành thử ra mình tu theo Phật, mình học Phật thì mình học cái cách kết duyên. Hôm nay Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe những cái duyên ở trong đạo. Thì thường thường á, tất cả chúng ta gặp nhau đều là duyên hết. Nhưng mà thiện duyên, ác duyên, nghịch duyên, tịnh duyên, nhiễm duyên, tùy. Thí dụ mới gặp nhau mà nói gì? Gì mà người ơi gặp gỡ làm chi?
Câu ké là gì? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Đó là nhiễm duyên đó. Mới gặp nhau có hỏi chuyện trăm năm. Đó là nhiễm duyên. Còn chúng ta gặp nhau như thế này là cái gì duyên? Tịnh duyên, phải không? Duyên tịnh là sạch đó. Mình gặp nhau trong cái duyên thanh tịnh, mình không có đem cái tâm nhiễm ô. Rồi, kế đến là chúng ta còn gặp nhau trong cái gì? Trong cái thiện duyên hay ác duyên? Thiện duyên. Cho nên đời sống hàng ngày, tất cả mọi sự, mọi vật chúng ta làm, chúng ta gặp đều là do duyên hết. Nhưng mà nó là thiện hay là nghịch, hay là tịnh hay là nhiễm gì đó, thì tùy theo cái tâm phát nguyện của chúng ta. Chứ còn ở trên đời này không có bất cứ cái gì nó có mặt tự nhiên hết. Đều là do duyên hết. Thí dụ như giờ không có cái lễ chúc thọ thì đâu có cái duyên cho Pháp Hòa đến. Rồi quý vị có đâu có thích nghe thì cũng đâu đủ duyên Pháp Hòa nói. Bây giờ quý vị thích nghe mà Pháp Hòa không khỏe và không nói được thì cũng không đủ duyên. Phải không? Xin thưa thật là mấy ngày nay nó hơi mệt, là bởi vì cuối tuần vừa rồi đi Phật sự khóa tu giảng ở tại Houston, về Edmonton nghỉ được có một ngày rồi tiếp tục qua đây. Thành thử nó liên tục như vậy, mà chỗ nào cũng nói 4-5 thời không, họ không có tha thời nào hết. Mỗi lần mà gặp cái thầy, dạ xin thầy hoan hỷ, tại thầy là chanh thì tụi con phải vắt. Thôi cũng được, tại vì mình nhân mình là chanh thì người ta phải duyên nó, người ta vắt. Thì quý vị thấy chúng ta gặp nhau đều là duyên hết, đều là duyên hết, không có cái gì tự nhiên được hết. Vợ chồng cũng là duyên, con cái cũng là duyên, thầy trò cũng là duyên, bạn bè cũng là duyên. Tất cả đều do duyên mà chúng ta có mặt. Quý vị không có tâm, không có cái tâm cảm mến Phật Pháp thì chúng ta sẽ không gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Hồi nãy Pháp Hòa gặp có những vị đi làm vừa về, chưa được ăn cơm, chưa được nghỉ ngơi, chạy một mạch tới đây để cho kịp giờ. Quý vị thấy không? Nếu không có cái lòng thương trước nhất là cho Pháp Hòa, kế đến là cảm mến Phật Pháp, thì làm sao chúng ta đủ duyên mà gặp. Lẽ ra giờ này quý vị đi làm về mệt, quý vị nghỉ ngơi, đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng không, quý vị đến đây để chúng ta kết duyên, phải không? Chưa gặp cho nên muốn gặp. Gặp để làm gì? Gặp để làm gì? Gặp để kết duyên. Nhưng mà này là thiện duyên nghe. Cái này là kết duyên nghe. Thì thôi bây giờ, tối hôm nay được gặp tất cả, Pháp Hòa xin kết duyên với quý vị bằng bài hát trước. Nguy quá. Xin mời đại chúng nghe bài Con đường xưa ta đi. Cái bài này nguyên thủy nó có tên là Con đường xưa em đi, nhạc mặn lời chay, do Bần Tăng Pháp Hòa sửa lời. Xin mời đại chúng nghe. Tôi ca không hay nhưng buồn nghe cũng đỡ. Con đường xưa ta đi, nguyện dâng hết cuộc đời hóa độ bao thế nhân. Dù đường lắm gian nguy nhưng ta bền ý chí, ngại ngùng giông gió chi. Những ngày trăng nên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Gió nhẹ trang kinh thơ, thấm bao lòng sóng mơ, hỏi con vương vấn chi. Ai ơi,
nghìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương, xin nhắn ai hoài, mình còn khắc nghi hoài. Ai ơi, nghìn sóng lên khơi, lòng đã quyết rồi, ta nguyện tu suốt đời. Nơi đây chẳng có đau thương, xin nhắn đôi lời, mình còn khắc ghi hoài. Ai ơi, chiếc áo năm xưa mình đã huy hoàng, được bàn tay chính thầy trao ta, trao hết ân tình. Tình đến bao giờ rằng lòng ta phải nhớ con đường xưa ta đi. Thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết độ chúng sanh, đền bờ vui mới thôi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết độ chúng sanh, đền bờ vui mới thôi. Cái lý do mình dùng cái từ là con đường xưa ta đi, bởi vì con đường này chúng ta đã từng đi. Con đường này là con đường của Bồ Tát, con đường này là con đường của tâm linh, mà tất cả chúng ta đã từng đi, đang đi, đã đi. Thành thử ra không có lý do gì mà chúng ta có thể bỏ được con đường này. Cho nên đây là cái tâm nguyện. Con đường xưa ta đi, thời gian có quên gì, đá mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, ta quyết độ chúng sanh, đến bờ vui mới thôi. Và nếu mình là cái người tu, mình có an lạc, mình có bình an, thì cuộc đời tu hành nó cũng nhẹ lắm. Nó nhẹ như cái đoạn Pháp Hòa nói: những mùa trăng nên thơ, ngồi yên ngắm từng giờ, tách trà hương khói bay. Quý vị thấy được cái cảnh nhẹ nhàng đó không? Gió nhẹ trang kinh thơ, thấm bao lòng sóng mơ, hỏi còn vương vấn chi, có gì nữa đâu vương vấn. Thành thử ra bây giờ mình chỉ có một mực kết duyên cùng Tam Bảo. Pháp Hòa có làm 4 câu để mà cho quý vị nào mà đi mỗi năm đến mùa hè mà trở về tu viện Trúc Lâm để thế phát gieo duyên đó. 4 câu Pháp Hòa làm như thế này: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Quý vị thích được vậy không? Muốn phải không? Cho nên không bao giờ chúng ta bỏ Tam Bảo. Nhớ tụng một thời kinh 10 phút, 15 phút, hay là ngồi xuống tụng niệm Phật một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi gì đó tùy. Hoặc là ngồi xuống quán niệm hơi thở. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thở vào tôi biết tôi còn sống, thở ra thân tâm tôi bình an. Mình cứ làm như vậy hoài, để cho nó thuần thục, để chúng ta kết duyên với những cái gì lành mạnh. Rồi đi ra ngoài, lỡ một cái gì nó đụng tới mình, nó chạm tới mình, thì tự nhiên những cái thiện duyên này nó đi ra, nó giúp cho mình chuyển hóa cái buồn, cái giận của mình. Quý vị để ý coi, mình gặp cái người mà hay chửi thề nói bậy á, gần họ lâu ngày rồi, quý vị có kết duyên cho mấy người đó không? Có, nó quân tập. Còn mình gần cái người lành, người thiện coi, đụng vô cái A-di-đà Phật, đụng vô chỗ này cái mô Phật, riết mình ra tiệm mình có nó mô Phật chưa thối tiền. Kêu người ta thối tiền nhưng mà cũng mô Phật trước. Cũng tốt. Cho nên mình, cái đó gọi là duyên đó. Thấy không? Cho nên ác tập, ác giả, trưởng ác tri kiến là vậy. Mình gần cái người xấu, kết cái xấu nhiều, thì mỗi ngày nó làm cái thấy, nghe, hiểu biết của mình đi theo như vậy, trưởng là lớn lên. Thấy không? Ác tập, ác giả, gần cái xấu là nhiễm cái xấu, trưởng ác tri kiến là nuôi lớn cái thấy, cái biết về xấu của mình.
Chữ ác ở đây không có nghĩa là giết người hại vật. Chữ ác đây là những gì nó không lành, không mạnh mà thôi, gọi là xấu. Cho nên mình đầu tiên là chúng ta phải kết duyên. Giống như quý thầy đi khất thực, quý thầy mà quý vị có thấy không, chư tăng ngày xưa quấn y rồi ôm bình bát đi khất thực đó. Cái hình thức đi khất thực đó là cái hình thức đi kết duyên đó, đi gieo duyên đó. Trên thì mình xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, dưới xin thức ăn của đàn na tính thí để nuôi thân. Người ta thường gọi là thượng cầu hạ hóa. Trên là mình cầu giáo pháp của Phật để nuôi tâm dưỡng tánh của mình, dưới là mình cầu xin được một miếng ăn để mình nuôi thân của mình. Cho nên tu theo Phật mỗi ngày đều có thức ăn để nuôi dưỡng thân và tâm. Quý vị đến chùa, quý vị nghe pháp, pháp là thức ăn nuôi tâm, xong rồi kiếm dĩa con trai nuôi thân. Cho nên mỗi lần tới chùa là mỗi lần thân tâm được nuôi dưỡng. Dại gì không đi, đi chùa nuôi thân tâm. Còn mình đi những chỗ không phải là những cái chỗ lành mạnh, chẳng những thí dụ mình đi vô casino, thấy không? Mình hại tâm mà nuôi người khác, phải không? Mình nuôi cái gì không à? Không có nuôi thân nuôi tâm. Quý vị thấy không? Cho nên mỗi ngày người đệ tử Phật phải thực hiện hai chữ kết duyên một cách rất là rõ ràng, rất là minh bạch và rất là thiết thực, là kết những cái thiện duyên với nhau. Người chúng ta xung quanh với nhau nè, chúng ta gặp nhau là điều kết duyên rồi. Nếu không gặp nhau, có nhiều người mình mới gặp cái thương mến, nói chuyện một hai câu sao thấy thích. Có nhiều người nói cả ngày mình nghe không lọt một chữ, cái duyên hết rồi, phải không? Có nhiều người mới gặp nhau phát ghét, mới gặp nhau có nhiều người gặp phát mê. Thành thử ra quý vị thấy không? Cho nên điều tất cả đều là cái duyên hết. Mà nếu mà chúng ta hàng ngày chúng ta không có nuôi dưỡng cái thiện duyên, cái tịnh duyên, mà chúng ta cứ gần gũi những cái nghịch duyên, những cái ác duyên, thì bảo đảm những cái ác duyên, những cái nghịch duyên đó mỗi ngày nó mỗi thêm lớn. Cho nên cố gắng cái chuyện tụng kinh, cái chuyện gọi là niệm Phật, cái chuyện ngồi thiền, cái chuyện ăn chay, cái chuyện đi chùa, tuy nó không phải như những người người ta nhìn mình, không vậy là tu đó hả? Thưa, chưa đủ. Nhưng mà đó cũng là tu. Bởi vì tu là gì? Tu là mình biết tạo cho mình những cái điều lành, điều tốt để chuyển hóa thân tâm mình mỗi ngày mỗi thêm tốt. Vì gì? Tu là sửa. Mà không làm những cái đó lấy gì sửa? Cho nên mình cứ nói mình tu tâm mà mình không có cách. Thành thử ra tu là sửa, mà cái quan trọng trong đạo Phật là sửa cái tâm. Một khi tâm thông là thuyết thông, thấy không? Một khi tâm tịnh là mọi thứ đều tịnh. Một khi tâm an là mọi vật đều an. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải an tâm của mình. Vậy muốn an tâm mình thì bằng cách nào? Nếu chúng ta không biết kết những cái duyên lành để tâm mình an thì khó mà an lắm. Bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với quá nhiều những cái nhiễm ô. Quý vị đi ra đường coi, hột xoàn nhiều hay sỏi đá nhiều? Dĩ nhiên là sỏi đá nhiều. Mà chính sỏi đá nhiều, cho nên chúng ta phải biết rằng trong cuộc đời này, những cái mà nó rù quến mình, những cái nó lôi kéo mình nhiều hơn là những cái nuôi dưỡng thân tâm an lạc cho mình. Cho nên á, quý vị nhớ là mình phải kết duyên. Ở đây có ai coi phim Tây Du Ký chưa? Có không? Có phải không? Thì Pháp Hòa nói cái chỗ này, quý vị nhớ cái khúc cuối phim, thì bốn thầy trò ngài Đường Tăng đi vào đó và xin thỉnh chân kinh. Thì trong đó có hai ông nói có gì không, có gì trao đổi không? Quý vị nhớ chỗ đó không? Cái mình coi mình tức lắm, mình nói trời đất ơi, tưởng ở cõi ta bà trần gian ô nhiễm có chuyện hối lộ, lên tới Tây Phương cực lạc rồi mà còn hối lộ à? Mình hiểu như vậy là mình chưa hiểu phim.
mình chưa hiểu cái ý của tác giả Ngô Thừa Ân khi ông viết cái bộ truyện đó. Bởi vì chân kinh là không có chữ, mà không có chữ thì khỏi đổi chác, phải không? Bởi vì nó là không có chữ mà vô ngôn, mà vô ngôn thì khỏi làm gì hết. Thấy chưa? Bây giờ muốn kinh có chữ để cho con người đọc, con người hiểu là có chữ, mà có chữ là có phương tiện, mà phương tiện là phải có giao tế đổi chác. Cho nên trên hình thức đổi chác cái bình bát. Mà tại sao không lấy cái gì mà lại lấy bình bát? Bởi vì bình bát là cái chén đựng cơm để ăn, phải không nè? Bình bát là phương tiện để sống. Một ông thầy tu á, không có cái gì khác hơn là một cái bình bát với ba bộ y. Quý thầy hay chọc nói ba y bình bát một tivi, dưa muối tương trao chẳng qua mì. Thầy tu ăn mì gói dữ lắm, tại vì làm quá trời, nhiều khi đi chỗ này chỗ kia nói nhiều quá mệt, người ta cứ chiên xào ăn không nổi, thôi cho tôi gói mì. Ba y bình bát một tivi. Tivi này không phải cái tivi đâu, tivi này là đất trời, mình nhìn cảnh, không? Một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường quá. Cho nên cái người tu á, y bát không có lìa thân, giống như con chim mà có hai cánh vậy đó. Không? Y với bát là hai bảo vật của người tu. Vậy thì ngài Huyền Trang mang cái bình bát ra đổi, bởi vì bình bát là phương tiện để sống, giáo pháp là cứu cánh cho tâm. Quý vị thấy không? Cho nên đạo Phật á, không bao giờ nói phương tiện không mà quên cứu cánh, mà cũng không thể nào nói cứu cánh mà quên phương tiện. Phương tiện là gì? Phương tiện là vật chất, pháp, Phật là cứu cánh, phải không? Thành thử ra thỉnh chân kinh là cứu cánh, mà đưa bình bát là phương tiện. Đó. Rồi bây giờ gì? Cái bình bát là một cái vật kết cái duyên. Bây giờ người ta đưa mình pháp là kết duyên, mình phải đưa một thứ khác để kết duyên. Vậy thì quý vị thấy hai chữ kết duyên nó còn là cái chữ xa vời mà mình không làm được không? Đâu có đâu. Chữ kết duyên này chúng ta làm được trong đời sống hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta nguyện kết duyên, phải không? Mà phải nhớ kết thiện duyên. Đó. Cho nên ở ngoài đời á, người ta là kết tóc xe duyên, còn người tu á, xuất gia rồi là phải gì? Cắt tóc nuôi duyên, dưỡng duyên. Còn mình bây giờ chưa được thì phải làm gì? Phát nguyện nuôi duyên, hay là phát nguyện trợ duyên. Đó, mình phải phát cái nguyện đó. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ duyên đó là những cái phương tiện, những cái điều kiện bên ngoài, mà duyên là chúng ta phải kết. Chúng ta không có tạo duyên, chúng ta không có tạo những cái điều kiện thì làm sao được. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện. Mà bây giờ quý vị thấy cái đời sống bây giờ, chúng ta tạo điều kiện cho người ta tu dễ lắm. Đức Phật thương các vị đệ tử tại gia chưa đi xuất gia được, cho nên Đức Phật tạo một cái duyên cho quý vị đi thọ bát quan trai giới, tu cái hạnh xuất gia một ngày một đêm. Rồi sau này chư tổ chế thêm nữa, xuất gia một ngày một đêm chưa đủ, tạo cái duyên 3 tháng. Ai muốn tu gieo duyên vô chùa tu 3 tháng. À, tu 3 tháng rồi vị nào mà giỏi nữa phủi luôn cái tóc, kêu là phủi án tóc mây. Người ta nói xấu mặt lâu, xấu đầu mấy chốc, đừng lo xấu, biết đâu chừng mình cạo mình thấy đẹp mình làm luôn sao. Thành thử nếu được cơ hội xuống tóc gieo duyên cứ xuống, phải không? Rồi giờ quý vị, quý thầy chư tổ lại thương nữa, những vị nào thấy 3 tháng tu lâu quá, giờ xuống còn trả giá, xuống còn 2 tuần.
hai tuần thấy nhiều quá, trả giá tiếp, nói tu 10 ngày được không thầy? Thôi thì cũng được thôi. Mình đã nói là cửa từ bi rộng mở mà tạo duyên lành cho bốn phương, thành thử rốt cuộc rồi quý thầy lại tạo duyên. Phải không? Tạo cái duyên cho mình gieo duyên. Tạo cái điều kiện cho chúng ta gieo cái điều kiện. Điều kiện chúng ta muốn tu. Thậm chí có nhiều người đi vào khóa tu gieo duyên 10 ngày nhưng không đủ thời gian, xin tu 3 ngày cũng được. Đó, gieo duyên, tạo duyên. Rồi bây giờ chúng ta là Phật tử với nhau nè, chúng ta cũng nguyện kết thiện duyên với nhau. Vậy quý vị là thấy được cái chữ kết duyên chưa? Thành thử đời sống hàng ngày rất là bình an, đi tới đâu mình cũng kết duyên được hết. Có nhiều vị đi đâu cũng gặp Phật tử, kết duyên rất là dễ dàng, tại vì cái vị đó đã từng kết duyên với chúng sanh. Còn có những vị giáo hóa không được là bởi vì không có phát cái tâm kết duyên với chúng sanh. Có những người nói một hai câu mà ta nghe thấm. Có những người nói rí rá ngài nghe chẳng thấm, bởi vì thường ngài không có kết cái duyên thuyết pháp độ sanh. Quý vị thấy như vậy, cho nên trong đạo luôn luôn kết duyên. Mình phải phát cái nguyện, tâm phải phát, nguyện phải lập đi mới tới. Mình tu mà tâm không phát, sao nguyện lập? Cho nên cái người tu tịnh độ phải không? Tính, nguyện, hành. Tính là mình tin, nguyện là mình phát nguyện, hành là mình làm. Thí dụ bây giờ đó mình chưa ăn chay được, phát nguyện đi. Con nguyện bắt đầu từ ngày hôm nay con ăn chay mỗi tháng một ngày. Đó, tâm muốn, lòng phát sẽ làm. Tâm mà không muốn, nguyện không có lập, đi không có vững. Quý vị phải tin điều đó và quý vị phải làm cái điều đó. Tu mà giống như thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi tu, nói dạ con xin thầy cho con cạo đầu đi tu, mà tu tới đâu hay tới đó nha thầy. Ông thầy dám cạo không? Không, nói thôi con tu romantic quá thầy không dám. Phải không? Cho nên mình phải phát cái nguyện. Phát cái nguyện là mình đi xuất gia, xuất thế tục gia, ra khỏi nhà trần thế. Rồi xuất phiền não gia, mỗi ngày mình tập ra khỏi phiền não dần dần, xuất tam giới gia. Cho nên cái người mà đi xuất gia là phải phát cái nguyện dũng mãnh. Đó là lý do tại sao mà các vị thầy người ta hay đốt ở trên đầu á. Quý vị nhớ không? Người ta đốt ở trên đầu này, có nhiều người không hiểu mới nói trời ơi, ông thầy ổng tu cao lắm. Hỏi sao biết cao? Nó ổng tới 9 cái nốt, làm như chơi bài ba lá, 9 nút. Không phải. Cái chuyện mà người ta đốt ở trên này là do cái phát nguyện của người ta, chứ không có luật lệ gì hết trơn á. Không có phải là ông nào 1 chấm là tu dở, 3 chấm tu vừa vừa, 9 chấm tu cao. Không phải vậy. Phải không? Cái nguyện, cái đốt này là không có xuất phát từ thời của Phật. Cái đốt trên đầu này á, là kể từ khi Phật giáo nhập vào Trung Hoa. Phật giáo du nhập vào Trung Hoa thì các thầy Trung Hoa đó, chư tổ Trung Hoa mới nương theo kinh điển Đại Thừa, nhất là Bồ Tát Hạnh, và ở trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Dược Vương Bồ Tát đốt cánh tay để mà cúng dường. Từ đó mới xuất hiện cái chuyện gọi là đốt trên cái đỉnh này. Phải không? Còn thời của Phật không có đốt cái đó. Quý vị hiểu được như vậy thì tự nhiên mình bây giờ mình đi chùa mình không có nhìn nữa nha. Có nhiều đứa nhỏ nó vui lắm, nó lại cái quý thầy đang ngồi vậy, nó đi sau lưng đó, nó chồm chồm ngó nha. Hỏi con ngó gì? Con nói coi thầy nào tu cao tu thấp. Đó, thành thử ra quý vị biết được như vậy, cái mai mốt ai hỏi mình biết thêm cái chuyện gọi là chấm cái đốt nha. Ngay cả cái y cũng vậy. Thấy vị nào mà mặc cái y mà quá trời ô nhỏ nhỏ, tu cao dữ lắm. Không phải đâu. Thì thôi bây giờ trở lại, Pháp Hòa nói hai chữ kết duyên rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói tới cái chữ thứ ba là tích duyên. Cái chữ thứ hai là tích duyên. Tích duyên là sao? Chữ tích này á, chữ Hoa, chữ Tàu nó viết hai chữ khác nhau. Thông thường chúng ta hiểu tích là chứa, phải không? Thông thường mình hiểu vậy. Ví dụ như ráng tích phước đi con. Tích phước là chứa cái phước.
À, chữ tích đây là chứa phải không? Nhưng không, cái chữ tích ở trong cái trường hợp này là tích là quý tiết. Chữ tích này là quý tiết. Mình có cái duyên rồi mà chúng ta phải biết quý tiết cái duyên nữa. Quý vị đồng ý? Mình gặp nhau, vợ chồng sống an vui, sống hạnh phúc, biết đó là thiện duyên phải không? Vậy thì phải làm gì? Phải quý tiết cái duyên đó. Trời đất ơi, kẻ nam người bắc, kẻ thì giá sống người rau muống mà cũng gặp nhau. Phải không? Đó. Rồi giờ thí dụ như Pháp Hòa ở xa chưa bao giờ gặp quý vị, nhưng mà nhờ những cái duyên là những cái dĩa CD người ta phát hành, người ta tặng cho mình đó. Đó, cái mình coi mình kết rồi đó. Mình coi cái mình kết duyên đó. Rồi mình bây giờ mình mới tích duyên, tức là mình nghe có người tới, có con người thiệt tới. Có một bữa nọ có một bác gặp Pháp Hòa, bác vừa khóc mà bác vừa rờ trên vai. Trời ơi, hôm nay được gặp rồi. Bác đụng vô người Pháp Hòa, bác nói thiệt, người thiệt. Pháp Hòa nó cười, bác nói trời, bác làm như Pháp Hòa là nàng mê ca từ trên trời rơi xuống. Không, thành nữ ra đó, mình có kết cho nên mình mới quý. Mình thấy cái đó thiện cho nên mình quý. Cho nên chữ tích duyên là mình biết quý cái duyên. Mình biết tích duyên, tức là mình quý tiếp cái duyên với nhau. Mình là Phật tử cũng vậy. Huynh đệ đã từng gắn bó với nhau trong mọi nẻo thăng trầm của cuộc thế, bây giờ vì một cái lý do, một cái hiểu lầm nào đó, tự nhiên huynh đệ không nhìn nhau, tiếc không? Tiếc chứ, phải không? Và nếu mà chúng ta nhớ cái điều tâm niệm của Phật thì chúng ta sẽ nhớ rằng chúng ta phải nuôi dưỡng, phải quý tiếc để chúng ta tiếp tục trên con đường này. Mình sống chung mà, làm gì không có những cái lúc chúng ta va chạm. Nhưng mà những lúc va chạm đó để chúng ta hiểu nhau hơn. Người Tàu thường nói không có đánh nhau chẳng quen nhau. Phải không? Không có gây gỗ thì làm sao biết tánh người này như thế này, tánh người kia như thế kia. Cho nên người ta kêu là tri thức đó. Tri là gì? Tri là biết mình, thức là biết tánh của mình. Biết con người mình, biết tánh mình luôn kêu tri thức. Phải không? Mà hỗ trợ cho nhau, biết tánh vậy cho nên hỗ trợ cho nhau là thiện tri thức. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên mình phải quý tiếc cái duyên. Thầy trò cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, cha mẹ anh em cũng vậy. Có cái duyên gặp nhau phải quý tiếc. Kế đến là gì? Chúng ta được một cái duyên là chúng ta được thân người khỏe mạnh, chúng ta phải quý tiếc nó. Chúng ta quý tiếc đem có nghĩa là mình trao dồi nó. Không phải sáng nào mình cũng ngồi trước cái kiến mấy tiếng đồng hồ, không phải vậy. Mà mình phải biết quý cái thân để nuôi dưỡng cái thân này để mà tu, để làm nhiều cái việc tốt lành khác. Có nhiều khi mình được cái duyên gặp một người chồng tốt hoặc gặp một người vợ tốt, chúng ta không biết quý mến. Rồi chúng ta sanh cái tâm như thế này thế kia, tự nhiên gia đình đổ vỡ. Lúc đó mình ngồi mình than không? Xưa kia ngọc ở trong tay, bởi ta bê bối ngọc xa tay người. Hồi xưa có ngọc ở trong tay mà không biết, bởi mình sống bê bối cho nên bây giờ ngọc xa tay người khác. Bây giờ bắt đầu mình ngồi, mình tiếc, nó đừng bỏ anh một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Lúc đó người kia say qua, nó too bad. Thấy không? Hồi tôi nghe là mình gặp mà mình không biết quý, cho nên phải quý tiếc, gọi là tích duyên. Bây giờ mình nghiệm lại đi. Mình đã được kết duyên tốt chưa? Có. Mình đã từng quý tiếc cái duyên đó chưa? Cũng có, mà lâu lâu cũng không. Vì vậy cho nên bây giờ mình tu theo Phật rồi, mình hiểu được đạo lý rồi, thì mình phải quý nó. Bởi vì chúng ta gặp nhau ngắn ngủi lắm. Quý vị có tin Pháp Hòa mới đến đây mà bây giờ đã mấy ngày rồi, phải không? Nghĩa là chưa gặp nhau mà đã tính chuyện xa nhau rồi đó.
ta chữa quen nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ. À, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho mình tích cái duyên. Giống như Pháp Hòa, Pháp Hòa thấy rằng á, mình đi tu, mình được cái nhiều cái điều kiện tốt trên con đường tu của mình. Mình được những người đồng đạo, những vị thiện nam tín nữ biết mình từ nhỏ tới lớn, và các vị rất thương và hỗ trợ cho mình. Cho nên luôn luôn Pháp Hòa quý cái duyên đó. Mà mình có quý cái duyên á, mình mới gặp duyên nữa. Mà nếu mà chúng ta có mà chúng ta không biết quý đó thì chúng ta sẽ mất. Mà một khi mất rồi khó tìm lại được. Cho nên có thân người khó, biết giữ gìn cái thân. Có nhiều vị sẽ hỏi rằng, ủa thế thì Phật nói thân này là giả tạm thì tại sao lại phải quý? Chính nó giả mình mới quý. Nó thiệt quý làm chi? Chính vì chúng ta chỉ ở đây một thời gian ngắn cho nên chúng ta phải quý. Thành thử nếu có yêu tôi, hãy yêu ngay bây giờ. Ôi muộn làm sao để nói lời tạ ơn. Vì vậy cho nên á, mình phải biết quý cái duyên, gọi là tích duyên. Ở trước kia chúng ta cũng có thể hiểu cái chữ tích duyên bằng một chữ khác, đó là chứa đựng, tạo, gieo, kết. Bây giờ có rồi phải biết quý. Thí dụ mình tạo dựng một ngôi chùa khó không thưa quý vị? Khó lắm. Bởi vì một ngôi chùa là cả một công sức biết bao nhiêu người đóng góp. Nhưng nó khó hơn nữa đó là chúng ta tạo dựng cái nhân tâm. Nhân tâm đồng lòng cho nên ngôi chùa mới có. Bây giờ chúng ta được đủ duyên, chúng ta có kết tụ được ngôi chùa, kết tụ được Phật tử, kết tụ được một đạo tràng, thì chúng ta phải biết quý mến đạo tràng. Chính vì vậy mà chư Tổ thường nhắc ta, chư Phật cũng thường nhắc ta, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp, tăng chúng khó gần. Có nhiều khi cái người, có nhiều người họ mong mỏi được gần một chúng hội tu hành thì không được. Có người gần chúng hội tu hành thì muốn phủi áo ra đi, uổng không? Cho nên mình phải biết tích duyên. Đời này chúng ta gặp nhau ở bất cứ một hoàn cảnh nào, chúng ta đều là những người có duyên với nhau hết. Cho nên chúng ta cần phải quý mến cái duyên với nhau. Ngày hôm nay có những người Pháp Hòa lần đầu tiên gặp. Quý vị gặp, quý vị nghĩ ô hôm nay được gặp rồi là kết duyên. Nhưng xin thưa, trong cái sự nhìn sâu, quý vị đã kết duyên lâu rồi. Nếu không có kết duyên lâu rồi thì bây giờ mình đâu gặp. Mình nếu mà gần nữa, kết duyên từ hồi cái DVD đầu tiên mình được coi đó, cái dĩa CD đầu tiên mình được nghe đó, mình kết ngay từ lúc đó rồi. Cho quý cái duyên lắm, bây giờ mình mới được gặp. Cho nên Pháp Hòa gặp được quý vị, Pháp Hòa vui lắm. Gặp được quý vị Pháp Hòa rất là vui, bởi vì Pháp Hòa nuôi dưỡng Pháp Hòa rất là nhiều, là bởi vì mình thấy rằng mình đi đâu cũng không có cô đơn. Không? Người ta cứ than hoài, đời tôi đi đâu, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Mà đời tôi đi tu nên đi đâu cũng chẳng cô đơn. Đi đâu cũng có những người đồng môn, đồng đạo, đồng chí, đồng hành, đồng tâm, đồng lực. Có hết. Cho nên được như vậy cái tự nhiên mình vui ra. Mà cái vui đó nuôi dưỡng cái đường tu của mình. Mà nuôi dưỡng được tu rồi thì không bao giờ mình lui sụp. Quý vị thấy được điều đó. Giờ quý vị được hai chữ chưa? Kết duyên. Cái gì nữa? Tích là gì? Tích là gì? Quý tiếc cái duyên. Rồi bây giờ mình đi tới cái chữ thứ ba là tùy duyên. Đa phần người ta gặp chuyện gì cái đó nói thôi tùy duyên đi. Nói như vậy cũng hơi buông xuôi đó. Phải không? Nghĩa là cái kiểu mà cứ nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần tới đâu. Không được. Không có cái thái độ buông xuôi như vậy.
Mà đầu tiên hết chúng ta phải kết duyên, tích duyên. Sau đó mình mới để tới cái chuyện tùy duyên. Tùy duyên ở đây là gì? Tùy cái nhân duyên, tùy cái nhân quả, tùy cái phước đức mà chúng ta phải chịu. Người ta thường nói muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng theo đạo Phật, muôn sự tại nhân, thành tựu tại duyên. Cái duyên nó thành hay không nữa, mà cái quan trọng là chúng ta sống hết cái bổn phận của mình. Còn việc gì, đó là tùy cái duyên. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình làm cha mẹ, mình có cái duyên với đứa con, mình mới sanh nó ra. Bây giờ mình nuôi nấng con cái, mình dạy dỗ đàng hoàng, làm hết bổn phận của cha mẹ, dạy nó từng ly từng tí, nhưng chưa chắc đứa con nó lớn lên nó theo ý mình. Quý vị đồng ý không? Có nhiều khi mình làm hết sức mà nó lại ra cái khác. Có nhiều lúc mình cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, mình vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Mình không có muốn tưới cỏ mà cỏ lại mọc, mình cố tưới hoa, hoa lại héo. Cho nên người xưa thường nhắc mình đó, dù tiếc thương hoa kia phải rụng, chán ghét nhiều cỏ vẫn xanh tươi. Dù mình có tiếc thương, phải không nè, dù tiếc thương hoa kia vẫn rụng, một ngày nào cái hoa này nó vẫn sẽ rụng, theo nhân duyên thời tiết của nó, theo cái nhân của nó. Nhân nó là hoa, rồi một ngày nó hút nước mà nó hết sức của nó rồi, nó cũng sẽ chết. Giống như con muỗi, nó đi tìm máu để nuôi sống nó. Nhưng mà cái duyên của con muỗi, cái nhân quả của con muỗi là sống được mấy ngày? 7 ngày thôi. Ăn no bụng rồi cũng chết. Cho nên mình học được cái câu đó nhắc nhở mình, dù tiếc thương hoa kia vẫn rụng, chán ghét nhiều cỏ vẫn xanh tươi. Đâu có muốn có cỏ đâu, mà cũng phải sắm cái máy cắt cỏ à. Mà thấy cỏ héo héo cầm nước xịt à, kỳ cục vậy đó. Nó lạ lùng. Cho nên con người mình mâu thuẫn, mâu thuẫn nhiều chuyện. Quý vị mà hôm nào quý vị ngồi quý vị nghiệm lại, thấy con người mình mâu thuẫn nhiều kiểu. Người ta không mời mình đi đám cưới, cái mình nói ôi không mời khỏe. Mà người ta mời cái nói trời ơi mới quen sơ sơ cũng mời. Mà nếu mà mình không có bạn bè nhiều, không ai mời hết, cái này trời ơi năm nay nghèo, hè năm nay 7-8 cái đám cưới. Thấy không? Thành thử mình đủ kiểu để mình sao? À, đủ kiểu để mình có chuyện mình nói hết trơn. Mà lên chùa nó thầy cầu nguyện cho ông bà cha mẹ con mau siêu thoát, xong đốt cái nhà khủng bố. Khủng bố. Xong hỏi đốt chi vậy? Đốt xuống dưới ba mẹ con ở. Sao kỳ vậy? Mà sợ vợ, trời đất ơi, con trai gì mà mình có con trai muốn control vợ, có con gái muốn control chồng, nhưng lúc nào mình cũng muốn lời. Cho nên mình không có biết tùy duyên. Cái tùy duyên là chúng ta làm hết bổn phận. Còn cái việc gì nó thành, nó bại, nó như thế nào là do nhân duyên phước đức của mình. Xin thưa quý vị là mình có con, mình nựng con mình nói trời ơi cục cưng của mẹ. Nhưng con mà chừng 13, 14 tuổi bắt đầu nó đi hoang, nói trời ơi cục nợ của tôi. Cho nên tự cục cưng thành ra cục nợ của mấy cháu. Thành thử ra quý vị thấy á, khi mà mình có con á, vui thật. Nhưng mà cái lo lắng, cái bồn chồn, cái hồi hộp của mình là đến ngày mình nhắm mắt ra đi. Quý vị nào có con cái rồi biết, bần tăng cũng có rồi. Mà cái kiểu của bần tăng là trách nhiệm còn hơn nữa. Người ta gửi con vô chùa mà nó tốt, phải không? Có gì đâu lạ, ở chùa phải tốt.
Nhưng mà lỡ nó không tốt, ông thầy bê bối. Quý vị thấy không? Cho nên khổ lắm à. Thấy không? À, không có tốt mà người ta cũng cứ nắm hoài thôi. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái cách tu sống của mình là sao biết không? Mình làm hết tất cả theo cái bổn phận khả năng của mình. Rồi việc gì nó thành, nó bại, nó hư như thế nào, đó là nhân duyên phước đức. Hay nói một cách rõ ràng hơn là nhân quả của mình và nhân quả của đứa nhỏ đó. Nhiều khi có nhiều đứa nó có phước lắm, nó sanh trong một ngôi nhà cha mẹ giàu có, thương con hết lòng, nhưng nó không có ở trong nhà. Nó thích đi rong đi rêu, nó thích đi với người này người kia, bữa đói bữa no vậy mà nó chịu. Mà trong khi đó nó ở nhà với mình dâng cơm dời nước cho nó mà nó lại không ở, quý vị thấy không? Cái phước nó không có. Cho nên nhiều khi có phước đâu phải ai cũng hưởng được đâu. Có nhiều khi có phước mà không hưởng, không có phước để hưởng, không có đủ duyên để hưởng. Cho nên tùy duyên, nghĩa là chúng ta làm hết lòng, không chán chường, không buông xuôi, làm hết bổn phận của mình. Cái bài này Pháp Hòa hay đọc tới đọc lui khi Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia chia sẻ với Phật tử. Cái câu Pháp Hòa thường nói như thế này. Đây là cái câu Pháp Hòa viết, tự mình viết ra để nhắc nhở mình. Cái câu nó như thế này: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Việc mình cần mình đã làm xong, củi hết thì lửa làm sao? Lửa tắt. Kinh thường dạy mình vậy đó. Các vị mà người ta tu hành là cái nhân duyên tự nhiên thôi, củi hết là lửa tắt. Việc làm của mình đã xong, sanh đã tận, việc làm đã xong, đi không bận lòng. Còn cái chuyện người ta luận nghĩ, đó là chuyện của người ta, mình bận lòng chỉ ghi nhớ. Tự nhiên mắc cái chuyện người ta luận nghĩ, cái mình luân hồi đau khổ vì chuyện luận nghĩ của người ta. Lẽ ra mình phải đi thông dong, ai ngờ mình bị cái chữ luận nghĩ của người ta mà mình vòng vòng không lối thoát. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên tùy duyên trong đạo Phật không chỉ có cái nghĩa là buông xuôi, đừng hiểu vậy. Tùy duyên trong đạo Phật nghĩa là làm hết lòng, hết sức, hết bổn phận. Còn việc gì nó đến, đó là nhân duyên quả báo phước báo của nó. Chứ không phải như cái nghĩa thông thường chúng ta hiểu là buông xuôi. Cho nên hở cái tùy duyên, hở cái tùy duyên, thì chúng ta lợi dụng cái chữ đó, hay là chúng ta nói nhiều chữ tùy duyên mà chúng ta chưa hề sống thế nào là tùy. Hôm nay Pháp Hòa gặp quý vị, trong cái buổi lần đầu tiên gặp như thế này, thì Pháp Hòa muốn nói ba chữ này: kết duyên, tích duyên, tùy duyên. Giống như Pháp Hòa đến đây hết lòng, nói hết dạ. Còn quý vị nghe, cảm, đồng tình, không đồng tình, thì Pháp Hòa cũng tùy duyên. Bởi vì mình kết duyên, mình tích duyên, bây giờ mình tùy duyên. Mình sống mình biết tùy duyên nó khỏe lắm, không có bám níu, phải không? Ta nói là sao? Ta nói rằng á, càng muốn nhiều càng thấy thiếu, càng trì níu càng thấy chơi vơi. Mình càng trì, mình càng níu thì nó càng xa, không có trì níu bình thường. Giống như mình nuôi thân này, mình biết mình có thân, mình nuôi dưỡng nó. Đến một lúc nào cái thân này nó già, nó bệnh, thì cái duyên nó đủ rồi thì nó phải làm sao? Nó phải chết. Bình thường, không có gì trở ngại hết. Cho nên cái người tu mà người ta thấy được cuộc đời này hễ có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết, bình thường. Cho nên mình là vợ chồng với nhau, cha mẹ anh em bè bạn với nhau,
được duyên gặp nhau rồi thì nên quý duyên với nhau. Đừng có để một mai người kia ra đi mình mới nói một lời xin lỗi, người kia nằm không hiểu chi là cái lời đó. Hồi sáng này trong cái lễ chúc thọ, đạo hữu Quảng Đạt cũng có nói đó, không? Hãy nói đi lời con yêu cha mẹ, đừng để khi cha mẹ nằm xuống rồi các con mới làm một tấm bia mỹ từ trên phiến đá vô tri. Nói những lời rất đẹp ở trên một phiến đá vô tri, đâu có hiểu gì đâu. Còn trong khi đó cha mẹ còn thì chúng ta không có nói. Bây giờ cũng vậy, chúng ta có duyên gặp nhau rồi, chúng ta phải nuôi cái duyên đó. Chúng ta cần phải tưới hoa cho nhau. Quý vị biết tưới hoa không? Ai đã học cách tưới hoa rồi? À, có rồi phải không? Mỗi người là một cánh hoa, ai cũng cần được tưới. Chúng ta đừng quên tưới hoa nha. Mình gặp nhau, mình gần gũi, mình sống với nhau phải tưới hoa. Thí dụ gặp nhau, dạ thưa anh khỏe không? Dù cái lời nói nó rất bình thường, nghe mỗi ngày, nhưng đều là một câu chào để nói lên cái sự tưới hoa của mình. Người hoa gặp nhau không có hỏi khỏe không? Sực phành mì, ăn cơm chưa? Người quảng gặp nhau nị sực phành mì. Không? À, còn người tiều gặp nhau chè bừng bùi. Ăn cơm chưa? Không? Còn mình người Việt gặp nhau khỏe không? Có phải vậy không? Rồi gặp nhau sao? Lúc này còn ở chỗ cũ không? Ủa mà chỗ cũ ở đâu? Cho nên tất cả những cái chúng ta, những cái lời chúng ta chào hỏi với nhau đều là chúng ta nuôi dưỡng làm vui cho nhau. Thí dụ chúng ta tặng quà cũng là một hình thức kết duyên chứ gì đâu. Cho nên cái đó người ta gọi là lưu niệm đó. Niệm là nhớ nghĩ, lưu là để lại. Tặng một món quà, lưu niệm là tặng một món quà, lưu lại cái sự nhớ nghĩ của nhau. Thí dụ Pháp Hòa đến đây, quý vị tặng quà tượng Phật, cái gì lưu niệm, tức là Pháp Hòa giữ lại. Mỗi mai mốt đi về nhà, để cái tượng Phật đó đi tới lui. À, cái chỗ này nè, tượng này là hồi xưa tôi đi Vancouver, quý Phật tử tặng lưu niệm, phải không? Thì hôm nay Pháp Hòa cũng không có gì để tặng cho quý vị, chỉ có một món quà lưu niệm là nói chuyện Phật Pháp, lưu niệm với nhau, giữ ở trong lòng, nuôi cái đó. Rồi cái duyên này mỗi ngày mỗi lớn, biết đâu chừng chúng ta còn gặp nhau trên muôn ngàn nẻo sống. Đừng có lo, mình cứ làm hết lòng hết dạ của mình. Còn cái chuyện gì nó thành nó bại như thế nào, nhân duyên phước báo của mỗi người. Quý vị mệt chưa? Nói thiệt đi. Thôi giờ tiếp, trước khi mình tiếp tục chắc mình hát đi. Này kêu là kết duyên mà hát hoài kêu kết đậm. Đậm duyên. Phó Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài Sông và Biển ha. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng hơn sông, mênh mông biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông.
nhưng có nghe cô dạy, đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la biến xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Và trước khi chúng ta kết thúc, Pháp Hòa xin đọc cho quý vị nghe một bài thơ Con Cóc. Pháp Hòa hay làm thơ Con Cóc đó. Giờ đây là bài thơ Con Cóc. Bài thơ này có tên là Tự Nhủ. Tự nói với mình, tự nhủ mình. Trong gian khổ vẫn thấy mình hạnh phúc, vẫn mỉm cười giữa những lúc thương đau. Đau thương, thương đau. Vẫn mỉm cười giữa những lúc thương đau. Ta vẫn đi tự tại giữa ngàn sao, vẫn từng bước qua ba đào sóng vỗ. Có những lúc quỵ, tức là mình xuống, lúc quỵ như đất trời sụp đổ, rồi lặng yên để cơn nhói lặng chìm. Trong tất gan ta tìm thấy bình yên và sung sướng với bao niềm vui đại thắng. Cái chữ đại thắng này không có thắng ai hết trơn á, mà thắng ai thưa quý vị? Thắng mình. Đức Phật nói trong kinh á, thắng ngàn quân địch ở bãi chiến trường không gọi là đại thắng, mà tự thắng mình mới gọi là đại thắng. Pháp Hòa viết một câu để nhắc nhở mình như thế này: mình có chấp nhận thua tất cả mọi người, nhưng chúng ta vẫn vui vì chúng ta đã thắng được mình. Phải không? Có những khi mình đau khổ đó, mình muốn vung vẩy, mình muốn làm cho nó hết khổ, nhưng mà càng làm càng khổ. Bây giờ cái tốt nhất á, là mình đi tìm một cái chỗ nào đó ngồi cho yên, ngồi cho lắng xuống. Trong tất gan ta tìm thấy bình yên và sung sướng với bao niềm vui đại thắng. Một đoạn nữa: vì tin tưởng sau cơn mưa trời lại nắng, như dòng sông có khúc ngắn khúc dài, cuộc đời này đau vui khổ chẳng có phải hai, vui và khổ cứ trải dài trong cuộc sống. Thấy được vậy nên cõi lòng bất động, vẫn mỉm cười giữa gió lộng xôn xao, như mùa đông thông trúc với mai đào, vẫn nở vẫn ngát nụ gửi lời chào muôn lối. Quý vị thấy mùa đông không? Cây thông, cây trúc, cây đào, cây mai vẫn nở nụ gửi lời chào muôn lối. Chúng ta cũng vậy. Dù cuộc đời có nhiều cái phong ba sóng gió, nhưng mình có giáo pháp ở trong mình rồi, nuôi dưỡng mình, không có gì trở ngại hết. Cho nên cố gắng làm sao giữ tâm bồ đề cho kiên cố, cái chí tu học cho vững bền, bảo đảm xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành. Và mời quý vị hồi hướng. Hồi hướng chưa? Và trước khi chúng ta hồi hướng, nếu trong chúng có ai có câu hỏi gì thì xin có thể hỏi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ để dành câu hỏi mình ghi vào giấy. Nếu quý vị ngại không nói ra đó thì quý vị có thể ghi vào trong giấy. Còn nếu có ai hỏi câu gì thì mình có cái microphone, một cái extra, thì mình có thể truyền để cho quý vị hỏi lớn. Có không? Không có ai có hỏi hết. Xin thưa là nếu có hỏi thì xin đại chúng chúng ta chỉ hỏi ở trong cái phạm vi tu học và hỏi dễ dễ thôi.
Và nếu câu nào Pháp Hòa trả lời được, Pháp Hòa xin thành thật trả lời. Còn nếu câu nào không được, cũng xin thành thật cho biết là Pháp Hòa không biết. Xin hỏi chư vị tôn đức khác, hoặc là Pháp Hòa sẽ thỉnh ý chư vị tôn đức rồi sẽ trả lời cho quý vị. Câu nào quý Pháp Hòa biết, Pháp Hòa sẽ trả lời. Nếu quý vị có câu hỏi, dạ. Hỏi dễ dễ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư thầy, con xin chào thầy. Chào đại chúng. Với chư thầy, con xin tạ ơn người cư chư Phật và xin chư ơn đã đặt nhiều thời gian. Câu hỏi trước nhất con muốn hỏi là bắt đầu từ lúc nào và thầy gieo duyên đến với pháp và tu hành? Theo như con được biết thì thầy cùng sư ông thành lập chùa tu viện Trúc Lâm để nét thân tâm. Thầy đã làm thêm một thế về niệm cho những cụ già. Giờ mới 8 giờ rưỡi. Mấy câu hỏi này sẽ có thể kéo dài thêm một tiếng. Nói đùa thôi quý vị đừng có run. Xin thưa đại chúng là trước hết là Pháp Hòa nói rằng Pháp Hòa kết duyên với Tam Bảo đó. Phải nói là một cái duyên rất là đặc biệt. Vì từ nhỏ đó, khi Pháp Hòa 5 tuổi, khi mà đi lững tững và biết chút ít đó, thì tự nhiên rất là mê ông Phật. Dù không biết cái ông đó là ông Phật, nhưng mà mỗi ngày trước khi đi vô trường mẫu giáo là nhất định phải dừng lại ở một cái nhà ngang trường nhìn cái ông đó. Mà cái ông hồi nhỏ Pháp Hòa mê nhất đó, là cái ông nhỏ nhỏ mà tay chỉ trên trời, tay chỉ đất. Đó là tượng Phật gì? Tượng Phật đản sinh. Rồi tượng Phật nằm, hồi nhỏ không biết kêu cái ông đó, ông đang ngủ. Thì nói chung là từ nhỏ là như vậy. Mà không thích chơi cái gì hết, ngoài cái chuyện là xé cái bao nhang. Thường thường nhang nó có cái label hình Phật á, xé cái bao nhang, dán vào vách tường, lượm ba chân nhang bắt trước người ta xá. Rồi thấy người ta thỉnh chuông, lấy cục gạch đánh vô trong cái cột đèn 3 tiếng làm tiếng chuông. Từ nhỏ tới lớn là thích chơi như vậy, chưa hề bao giờ nghĩa là mê một cái game nào. Cho nên thiệt sự với quý vị bây giờ là Pháp Hòa không biết chơi một cái cờ nào hết, ngoài chín nút. Nói thiệt nha, hồi nhỏ mấy đứa bạn trong xóm mà rủ chơi, nó chỉ cho mình cách chơi bài ba lá đếm chín nút, rồi một bài đó thôi. Còn ngoài ra là không biết bất cứ một thứ cờ, một thứ nô đùa nào khác. Khi qua đây cũng vậy, không có chơi cái gì hết. Và tối ngày chỉ thích gần gũi Phật Pháp, gặp quý thầy là thích lắm. Hồi nhỏ là cứ thích quấn cái y và cứ lấy cái mền quấn. Là lấy cái mền quấn rồi thì cứ ngồi ở góc nào đó, rồi cứ tưởng tượng như mình là ông thầy. Rồi xong rồi thấy mấy thầy ôm mình bát đi khất thực, mình không có, mình lấy cái miễn dừa, lấy cái trái dừa khô á, cái miễn dừa khô đó, cạo sạch rồi cái
cho cơm vô đó trộn rồi bốc ăn. Mà hồi nhỏ mỗi lần mà như vậy là bà già bà ghét lắm. Mới nói trời ơi, nhà có chén có đũa đàng hoàng mà nó đi kêu riêu tôi kiểu này. Dạ, thì Pháp Hòa chỉ nói sơ như vậy. Còn cái vấn đề mà cái tâm nguyện đó thì ai cũng có. Và cái nguyện của mình đó, thì mỗi ngày mỗi phát và mình nuôi dưỡng đó. Thì bây giờ những cái gì mình muốn thì mình đã có rồi, mình tích rồi, phải không? Mình kết rồi. Bây giờ Pháp Hòa chỉ làm một việc là Pháp Hòa tích duyên hay là quý nó, rồi mình làm cho nó tốt hơn thôi. Thí dụ quý vị thích trồng lan, được một cây lan rồi, thì bây giờ quý vị làm gì? Chăm sóc cây lan. Thì Pháp Hòa cũng vậy thôi. Bây giờ cái tâm nguyện của mình muốn nuôi dưỡng các chú nhỏ, bởi vì Pháp Hòa rất là lo ngại cho Phật Pháp ở trong tương lai. Bởi vì thấy nếu mà mình không có cố gắng hết sức của mình làm, thì chỉ sợ rằng mai mốt chùa chiền chúng ta có đó mà không có người tiếp nối. Chính vì như vậy mà đem hết cái khả năng rất là hạn hẹp của mình để mình hướng dẫn cho mấy chú. Xin thưa quý vị là Pháp Hòa đi xuất gia ở đây không có trường lớp, không có sống với chúng, không có một cái trường, không chưa từng hề ngồi vô cái ghế trường Phật học. Bây giờ quý vị có hỏi là thầy kia có bằng cấp tiến sĩ, bằng cấp giảng sư, hỏi Pháp Hòa có bằng cấp gì không? Thì Pháp Hòa cũng thành thật nói dạ em có cái bằng lòng, không có bằng cấp. Cho nên Pháp Hòa rất là không bao giờ tự hào mình là một vị giảng sư. Ai mà gọi Pháp Hòa giảng sư ốc ao gì nó nổi hết trơn, không có dám đâu. Mà có đến đây đi nữa là cũng chỉ như một người cùng tu với quý vị, rồi biết được chút ít gì trong cái con đường kinh nghiệm tu học thì chia sẻ, chứ không bao giờ dám nhận mình là một vị giảng sư gì hết trơn á. Ha. Cho nên bây giờ kết rồi, bây giờ chỉ tích thôi, là có rồi nuôi thôi. Quý vị có hết rồi đó, duyên có hết rồi đó, được đi chùa nè, được gặp Phật Pháp, giờ phải tích đi, nuôi cái duyên đó đi. Đừng để nó mai một, đừng để nó héo mòn. Được không? Rồi câu nữa là cái gì quên rồi? À, quý vị muốn đi tu phải không? À, dễ thôi, thì cứ đi vô chùa tu. Quý vị nào muốn đi gieo duyên có nhiều cách, vô chùa ở công quả tịnh tu tuần hai tuần gì đó được hết á. Phải không? Bây giờ là ngoài tu viện Trúc Lâm thì chúng ta có một tu viện tên là tu viện Tây Thiên, cách thành phố ngoài, cách ở ngoài phố, ở ngoài ngoại ô khoảng 40 phút lái xe. Ở trên đó có cây rừng, trời trong mây mát lắm. Quý vị có thể đó lên đó tịnh tâm, tại vì cái đó cũng là một trong những cái ao ước của Pháp Hòa từ hồi nhỏ. Pháp Hòa rất thích ở những cái nơi có rừng, có suối. Và bây giờ chỗ này không có suối nhưng mà nó có cây cối, yên tĩnh và cũng thích. Quý vị có thể đến đó để tịnh tu. Dạ, thì mình muốn kết thì muốn tích gì đó, đầu tiên gieo cái đi. Thì có dịp nào qua đó gieo duyên cái đã. Rồi mình thấy nhân duyên đầy đủ thì chừng đó chúng ta tiếp tục kết rồi tích. Dạ, mô Phật. Có câu hỏi nữa không? Thôi nếu không có chúng ta hồi hướng ha. Có không? Hồi hướng xong có bài hát một bài vọng cổ chú vị nghe. Xin đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể, đoạn ơi pháp môn vô lượng thế nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thầy
bây giờ để đáp lại tấm lòng thương mến của đại chúng, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe một bài vọng cổ nha. Ta nói ca sĩ hát cái đờ nhờ cái đờn, tu sĩ hát nhờ vỗ tay mà nín thinh. Xin hát cho đại chúng nghe bài Buồn Trâu Quê Ngoại. Chiều chiều sắp giỏ hai rau, trông về quê ngoài ruột đau chín chiều. Vô rồi đó. Quê của bà tôi nằm sau chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đất, đường vào làng đã gây nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có buồn cao sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già, có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong hành, miệng rầy cho mắng mèo chửi dịch rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào cho đến trọn đời, tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao, trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cao hết trái giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đường nghĩa cao. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoài xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Dạ đủ chưa? Thầy xin hát cho đại chúng nghe bài Bến Bờ An Lạc. Nhạc Trung Hoa, lời của Pháp Hòa. Đời vui, đời buồn, buồn vui chuyên biến là chuyện thường thế gian. Người ơi, dù vui hay buồn, mà lòng ta quyết tâm vẫn bền đường tu. Quý vị biết bài nào không?
Hả? Biết không? À, vậy là coi phim tàu nha. Sao quên rồi? Hát nhạc Đức. Hát lại. Đời vui, đời buồn, buồn vui chuyên huyến là chuyện thường thế gian. Người ơi, vui hay buồn, mà lòng ta quyết tâm vẫn bền đường tu. Thương nhau phải hiểu, thông cảm cho nhau, đừng hờn trách nhau hoài bạn nhé. Đời mình ngàn nguôi, biết sống bao lâu. Vui trọn vẹn tối hôm nay, thì Pháp Hòa xin hát một bài nữa. Đại chúng bảo đảm về xong tối nay là quý vị về ngủ ngon. Chậu thổ, chư thổ, khứ út. Cái bài này có tên là Lắng nghe và chuyển hóa. Nhạc: Trên đất dòng mình trồng khoai lang. Lời của Pháp Hòa. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra miên miên cười. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau. Tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa, để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau. Tan tình tan tính tình tan. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành, một cuối tuần vui vẻ. Và cũng nhân đây xin thông báo là tối ngày mai lúc 7 giờ tại đạo tràng Pháp Hoa, do Ni Sư Thích Nữ Minh An hiện trụ trì, thì xin kính mời toàn thể quý vị đến lễ Phật thăm chùa. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục gặp nhau để chia sẻ Phật Pháp. A Di Đà Phật. À, xin quý vị cùng đứng lên, chúng ta xá Phật. Tối nay quý vị vui không? Yeah. See you tomorrow. Thật, phải không? Anh đâu? Hai đâu? Anh đi lấy rồi.